hiện tại Shop Hero đang bán gối ôm Sammy cá mập Việt Quốc siêu cute. Khoan đã, rồi ngoài ra có cả gối ôm Sammy sim gấu dâu nè. Mỗi sản phẩm sẽ có giá là 149k nha. Chưa hết đâu, sắp tới sẽ ra mắt các phiên bản của Hero Team khác nữa đó. Wow! Yeah! Các bạn đừng quên truy cập ngay shophero.vn để mua gối Hero Team nha. Hoặc các bạn có thể tới shop để mua, mình sẽ để địa chỉ ở đây nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mấy em cố gắng tập trung cho thầy nhìn lên bảng nghe rõ chưa hả? Đây, đây là cái bài học rất là quan trọng cho cái tốt nghiệp lớp 1 của chúng ta. À, 1 cộng 1 là mấy? Một câu hỏi mà dường như trong trường này chưa có bạn học sinh nào trả lời được hết. Các em nhớ hãy tập trung cho thầy nghe chưa? Nghe rõ chưa? Bây giờ là có bạn nào đang xem video này mà biết 1 cộng 1 bằng mấy không? Comment xuống bên dưới cho tôi biết, tôi sẽ thả tim cho bạn đó nè. Còn bạn nào không comment là tôi cho ở lại lớp 1 luôn. À, cái em Phong Cận kia. Ê, tại sao em lại dám ăn trong giờ văn của tôi hả? Hả? Ủa, dám ăn trong giờ văn hả? Lướt TikTok nhiều quá bị gì đúng không? Dạ. Đâu có thầy, cô đâu có ăn gì đâu thầy. Mau mau đi ra ngoài đứng phạt cho tôi, nhanh lên. Dạ vâng, con biết rồi thưa thầy. Dạ. Trời ơi, cái đồ đáng đời, dám ăn trong giờ văn nên là bị phạt là đúng rồi. Còn cái em Sammy đào cái nữa, cái gì mà bạn bị phạt mà cười cái gì hả? Cười nhé, 10 hàm răng đó, trời ơi là trời. Cười sùm trong lớp, ra ngoài đứng luôn. Thầy ơi, đừng phạt em mà. Tự nhiên cười xong bị phạt, vô duyên luôn, không ăn trong giờ gian mà cũng bị phạt. Kỳ vậy trời ơi. Trời ơi là trời. 8 hours later. Trời ơi, sao tụi mình đứng, ủa Phong ơi kỳ vậy? Sao tụi mình đứng phạt mà sao bây giờ 12 giờ khuya tụi mình chưa được về nhà vậy? Không biết nữa, như là bọn mình bị phạt ở đây suốt đời luôn, người không được về luôn. Kì không chịu đâu, người ta phạt mấy phút rồi về, tự nhiên phạt cái mấy tiếng rồi bây giờ chưa về luôn. Ủa, từ sao chỗ này là lạ, ta nãy đứng ở trường mình xong từ chỗ này, ủa, đây phải lớp học mình không, sao nhìn lạ hoắc vậy? Ủa, đây phải thầy mình không? Nha, thấy kì như hơi sai nha. Ê, từ, đây phải ông thầy mình không? Ủa, sao nãy tôi thấy ông thầy tôi cao rào, nhìn bảnh lắm mà sao nhìn ông thầy nhìn kỳ vậy? Rồi, cái bụng của thầy có thể tưng được. Trời ơi, trời ơi con ơi, tôi nghĩ đây phải ông thầy mình đấy sao á, như này ai luôn á, không phải thầy mình. Đây không phải thầy mình đâu, đây không phải thầy mình đâu, thầy của mình hồi nãy là ốm lắm chứ thầy mình có bự vậy. Để tôi đi xem. Ủa gì, từ ơi, xong rồi nhìn đến bạn không, cái gì đây, 2 + 2 = 22. Trời ơi trời, cái gì vậy? Wow, thông minh quá. Trời ông thầy kỳ vậy, mấy bạn ơi, mấy bạn biết 2 + 2 bao nhiêu, đừng quên các bạn biết sao biết nha. Còn Sam thấy 2 + 2 = 22 nhưng sai, các bạn nào biết câu trả lời đúng đừng quên các bạn vì sao biết nha. Còn ủa gì đây? Ôi trời, Phong ơi, con mèo mà ghi trên này là con đốt, trời lật đốt là con chó. Trời ơi trời, rồi sao Phong ơi? Tôi nghĩ rồi, cái này là lớp học gì rồi chứ lớp, lớp học tào lao rồi. Đây không phải lớp học, bây giờ tụi mình mới thoát khỏi cái lớp học nhìn tào lao mới la bạn ơi, không được đấy, phải thầy mình rồi. Bây giờ thoát khỏi chỗ này thôi. Chỗ này học càng ngu bạn ơi. Không học khôn thế nào đâu. Ủa gì đây? Từ, tôi mở cửa ra cho ông nè. Đây em qua đi. À, bây giờ thoát khỏi chỗ này phải dùng kiến thức nè. Đó, từ cái này gì đây? Rồi em đạp cái hồng đi, ông đập cái hồng cho tôi. Rồi ok, tôi đi qua nè. Đó, ok. Rồi ông đập cái xanh cho tôi, ông đập cái xanh đi. Đó. La, Sammy đã có sắp bán ạ. Mấy nhau quá à. Ừ, đây đây, giờ ông qua đi Phong. Ui, cái này là gọi là thoát khỏi nhà tù thông minh hay sao? Mình phải dùng cái đầu óc của mình. Rồi, sao đạp cái màu xanh cho Phong đây, đi. Đây, rồi, trời ơi, khó đây, nha. Đây. Không dễ nha. Rồi, hai người cùng đạp với nhau. Ủa gì đây? Ủa gì vậy? Ủa sao tụi mình mắc cả công dây rồi? Bạn ơi. Ủa? Trời ơi, ông phải đi bên cạnh tôi. Bây giờ ông không được rời xa tôi nửa bước này. Bây giờ là đi cùng nhau nè, đây đi sát vô. Ông mà đứng xa, đứng đây coi. Rồi ok, để tôi qua. Rồi ok. Từng người một. Ê từ, bình tĩnh. Sai một ly đi nhịp đó. Rồi qua. Đó. Ui ông đi mà tôi sợ quá. Ông đi lắc quá, tôi sợ quá. Rồi đây. Rồi à, sao mày cẩn thận hiểu không? Bởi vì á là sao mập lắm, sao kéo Phong theo á. Tôi đã bây giờ nên không. Tôi ốm đi nhon chứ mày không phải đùa gì. Đạp cái màu đỏ, làm gì? Từ, đạp cái màu xanh. Ủa gì đây? Ủa tôi biết rồi, từ Phong.
anh là xuống đó được. Từ từ, bây giờ ông phải đứng ở đầu tôi, bây giờ nó cần hai màu. Bây giờ ủa bây giờ đứng, ông đạp đầu tôi đi, đạp đầu tôi đi. Nhảy qua. Ồ, vậy. Rồi ok, ông đứng xuống đó, tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Ấy da. Trời ơi. Ơi tôi khờ chứ. Trời rồi đây tôi rồi. Ok em đứng dưới kia. Rồi. Rồi ok em đã đạp. Ê tôi tự nhiên thân đạp cái đầu nhau vậy trời ơi. Thông minh dữ chưa. Cái này là mình đoàn kết lẫn nhau hiểu không? À đoàn kết chứ không phải mình đạp đầu nhau đúng không? Trời ơi. Sao công này của tôi nha, tôi học sinh giỏi mà ta. Tôi thông minh mà ta. Kỳ vậy. Nam ơi sao anh cho Phong qua trước. Đây Phong nè, đây rồi đạp đầu nhau đã rồi. Cẩn thận nha. Rồi ông kia banh xác luôn, từ từ. Rồi đây ông kia tính nhảy ké. Ờ nhảy ké mà nhảy được đâu. Trời đây rồi ok. Cái này tuy đơn giản nó khó nhảy bạn đi Phong. Sao Nhung Nhích thấy sợ vậy. Ôi trời ơi gì đây. Nhung Nhích cho gần lại sao em dễ nhảy mà. À, ủa cái gì đây, chơi ném bóng rổ à. Trời ơi trò này làm nghề của tôi rồi. Bây giờ Phong với sao mày ném đúng á, ném trúng không trúng là thua. Đây. Ném sao giờ? Ủa? Không biết. Đây kích vô. Ui yeah, tôi ném được rồi thấy chưa? Vậy ủa, vậy sao ném hay vậy? Kích vô là được. Rồi còn ông thôi, đó. Ủa từ từ. Kích vô vậy? Nè, kích vô thôi là ném rồi. Chọt chưa? Chọt con tay vô, chọt cái kích vô đúng rồi. À. Ok. Ủa sao nó nắm được rồi đó đúng không? Ném, hai người ném cùng lúc. À, đây rồi đây, 19, 8, 7, coi với Phong ơi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cái này mấy bạn ơi, mấy bạn phải dùng trí óc phải không? Đó, không dễ đâu rồi. Hay là mình với Sam đang đoàn kết với nhau để có thể vượt qua phải không? Đó. Đấy là nhà tù kiến thức nha. Đó, rồi đạp màu xanh. Rồi, ok rồi. Bây giờ ông cần màu gì tôi đạp màu đó là màu xanh đúng không? Rồi. Màu xanh. Rồi, bây giờ tôi mà thả ra là ông đi nè. Rồi, màu cam á, màu cam nè. Cam nè, cam đây. Màu xanh Sam ơi. Xanh nè. Màu cam Sam ơi. Cam nè. Rồi, xanh xem ơi. Xanh nè, rồi trời ơi khùng luôn bạn ơi. Rồi ok, dễ. Rồi cái gì đây? Quá đơn giản luôn. Cái này vàng hả? Từ. Có nên tin người này ông ta, tôi sợ quá. Sợ ông này rút ván quá. Sợ quá. Không rồi. Sao đi Phong đứng vô cho rồi sao qua đi. Ông đứng tôi mới tin, tôi chỉ tin một mình ông thôi. Đó, rồi. Màu rồi, màu tím đúng không? Tím nè, tím liền tím sim nè. Rồi ok, Phong cần màu vàng đúng không? Màu vàng nè. Qua đi Phong. Rồi màu vàng chưa? Sao nhà màu vàng chưa? Đây màu vàng ơi. Đó, em tính ra cái màn này dễ quá à. Dễ hợp, có gì khó chưa. Rồi ok màu tím. Rồi ok rồi. Đây nè. Rồi để xem coi. Màu xanh. Ui hình như nó theo chơi hệ màu sắc các bạn ơi. Rồi đó. Đây là giống như kiểu là chúng ta đang vượt qua lớp học màu sắc luôn á. Ồ lớp học màu sắc. Ồ bây giờ ông qua trước đi. Qua được đúng không? Rồi ủa sao? Giờ sao? À Sammy đi ra ngoài, Sammy đi ra ngoài. Rồi Sammy dậm vô lại. Đó dậm vô lại. Rồi. Rồi đi ra ngoài đó, cứ như vậy thôi, cứ dậm vô đi ra rồi. Luôn. Đó. Rồi. Rồi ok xong. Rồi, từ từ, đừng dậm nữa, tôi qua nè, đừng dậm nè. Các bạn nào, bạn cứ dậm hoài à. Bà nội nào vậy? Mở ra, ok rồi, ok. Ngon, ok, quá rồi. Rồi, ok. Rồi, tôi sắp còn được không rồi, Phong cần. Đây, Phong này, cố lên đây rồi, ok, xong. Rồi, gì đây, ủa này là gì vậy? Ủa, cái lúc nãy gì vậy? Cái này như là bắn nhau hay sao, là xuống đây chuẩn bị đánh nhau nè. Ui, ông thầy giả kìa. Sức mạnh gì đây? Sức mạnh bắn ra mấy cục đỏ đỏ hay là gì vậy? Trời ơi, gấu kìa, kẹo gấu. Trời ơi, ông này là ăn nhiều còn quá trời luôn. À, nghĩa là cái này, cái ông thầy này là ông ăn kẹo gấu nhiều quá nên ông bự vậy á. Hiểu rồi. À, ông thấy bình thường Sam cũng hay ăn kẹo gấu luôn á. Cái kẹo dẻo gấu á. Dư duyên ông nội, trời ơi, tôi đâu. Đây. Ăn gì à. Tôi thấy Sammy mụm mịm đáng yêu quá. Dư duyên quá à. Đây, bung bung. Ây da, mấy con kẹo gấu. À. Rồi. À. Phong cũng bị mới vừa bị tiêu diệt luôn trời. Mấy con kẹo gấu này nó ghê quá bạn ơi. Ê bây giờ mình mà không đánh ổng là máu không có tăng lại là đây bắn cái bụng ổng, bắn cái bụng ổng. Tôi nhắm vào cái điểm yếu của ổng là cái bụng của ổng. Mình cứ nhắm vô cái bụng. Đây cái bụng. Đó, bắn vô cái bụng cho ổng khỏi ăn kẹo nữa. Đó, bắn bụng. Yeah! Woo! Đấy, ui! Ê! Ôi. Ủa mình thắng xong rồi. Có ai đưa mình về nhà sao? Có ai đưa mình về nhà? Lên. Yeah! Ôi bạn ơi, có ai sướng cho tụi mình không? Trời ơi. Giờ đi du thuyền, giờ đi máy bay luôn, không đi vậy trời.
trường này giàu ha. Ủa, cái máy bay giữa mình tới đâu vậy Phong? Ủa mà từ sao tụi mình trong này tông teo ổn vậy? Trời ơi, ổn cái gì đây xài vậy? Ủa, từ từ để xem coi. Ủa, sao trong này có cái ông nào bụng bự lồi kìa Phong ơi? Cái gì vậy, sao người nào cũng giống thầy mình vậy? Ê. À, rồi xong rồi Sam ơi, tôi hiểu rồi. Sao vậy? Là mới đầu á, Phong với Sam là ăn dụng ở trong lớp, cho nên là bọn mình đã bị phạt chuyển qua một cái thế giới. Mà cái thế giới này á, ai cũng sẽ mập hết. Trời ơi trời, bọn mình sẽ phải ăn nhiều vô đó. Người ta ăn mà cái bụng lồi ra cái. Ủa cái gì vậy? Thử thách ăn trong giờ văn. Ủa cái gì vậy? Thử thách gì cây vậy? Mày ơi, cái thử thách gì cây vậy? À tôi nhớ Phong ơi, ông nhớ cái thử thách của ông thầy không? Ông thầy phách của mình nó bụng cũng bự mà mấy người nó cũng bụng bự nè. Ủa là sao bây giờ mình phải ăn cho bụng bự hả? Trời ơi. Đúng rồi, mình phải ăn cho nhiều. Mình ăn xong rồi mình phải bán. Ăn được rồi. Thức ăn của mình. Ê, tôi ăn xong bụng tôi bự thật là Phong. Như nào? Rum 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 rum. Ê, người tôi bự ra rồi. Ủa sao nhìn Phong nè. Ủa sao bự nhanh vậy? Trời ơi, vậy là tôi ăn chứ bự bự đúng không? Trời ơi, mấy bạn ơi. Trời ơi trời, ủa cái này cái gì đây? Trời ơi. Ủa? Ủa? À mình bán à, ăn xong mình bán mỡ à. Cái gì vậy? Trời, mình ăn xong mình bán mỡ của mình á, mình ăn được 10 lần à. Trời ơi trời, bạn ơi, vậy chừng nào tôi mới thắng được. Trời ơi trời, đây. Ông. Trời ơi, vậy mà ăn làm sao cho béo phì chứ người ta đây mới thắng này Phong ơi, làm sao ăn cho nó bụng bự nè. Đây, update lên nè. À, mình update lên đấy bạn ơi. Đó, update lên đồ ăn nè. Đây là đồ ăn, mình có nhiều loại đồ ăn luôn. Ok, hiểu rồi, bây giờ mình ăn sao? Update nè. À, mình ăn lên pizza đồ nè. Bây giờ mình ăn sao lên cho được 30 đồng sẽ có tiền mua pizza bạn ơi. Từ từ mình ăn thêm nè. Đây, ăn. Mình ăn lên, làm sao ăn được lên pizza bạn ơi. Nhanh. Trời ơi, ăn sao bự như người pizza ta. Pizza có giá là 30 xu. Đó, sao mình ăn được 30 xu rồi, sao mới lên được pizza. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy cái thử thách nào mà lạ lũi bạn ơi. Thử thách bắt cua, thử thách vừa. Này là thử thách mà tôi vui quá. Trời ơi, tôi ghét thử thách này đúng không? Trời ơi, cái thử thách gì đâu mà ăn hoài vậy? Đây, giờ qua mình mua nè, mình mua thay vì mình mua miếng pizza nè các bạn ơi. Đó, update lên nè. Đó, mình có miếng pizza, đây, mình ăn pizza. Trời ơi, pizza thì nó béo dữ hơn nữa các bạn, nhìn nè. Đây, tôi ăn nè. Trời ơi, ủa gì vậy? Trời ơi, con người nó bự như vậy? Ủa, con gà tây nó bự kìa. Ơi, đây, mình ăn miếng pizza nè các bạn ơi. Nhòm, miếng pizza nó bự nhanh hơn. Đây, rồi. Trời ơi trời, ủa à, dám ăn trong giờ văn. Cái này tôi ăn trực tiếp các bạn ơi. Cái này là gọi là gì, là thi ai béo nhanh nhất đúng không? Rồi cái này thì Phong thắng rồi chứ siêu nữa. Tôi cái này ăn cũng không có nhanh mấy đâu. Trời ơi, bên này trời ơi. Cái gì đây, quá trời đồ luôn bạn ơi. Ăn nè, chừng nào mới xong. Trời ơi, ăn nhộng. Trời ơi, bạn ơi, thử thách thì khổ quá. Thôi mày cố gắng hết chứ sao giờ. 1 hour later. Ôm, trời ơi bạn ơi, biết sao tôi ăn ngồi chờ mà tôi được 1000 đồng rồi bạn ơi. Mua được 1000 ơi. Cái gì vậy? Hả? Ông ăn nhiều quá giờ Phong mập u rồi. Đâu, đây bây giờ tôi bán tiền qua đây, tôi bán nè, tôi qua đây tôi mua đồ nè, để tôi coi tôi mua được cái gì nè, tôi mua quá trời đồ. Đây, cái gì đây? Watermelon là gì ta? Dưa hấu, tôi mua dưa hấu luôn nè. Rồi tôi mua tiếp. Hot dog tiếp các bạn. Ủa hết tiền hot dog rồi bạn ơi, buồn quá. Đây, tôi mua hot dog. Tiền lắm, không mua đây. Đâu. Rom, trời ơi béo nhanh quá bạn ơi, chứ tôi béo nhanh nữa kìa. Ôi ơi, béo quá trời nhanh luôn. Wow. Thôi đây giờ ăn thì mới biết là mua được hot dog nè. Đây, rom. Ôi Sam ơi. Hả, cái gì vậy? Đâu Sam coi Phong nè, Phong có thể Phong có một cái miếng dưa hấu của Phong là dưa hấu gì ta, cấp độ 7 hiểu không? Ớ cái cây cấp độ 7 không Phong đâu, à. Rom. Trời ơi, béo vậy? Ủa sao? Ê, chị đâu hoặc là từ tách cái bụng lồi chứ gớm vậy kìa. Không chỉ giúp cho Sam chứ hả? Sam ơi, Phong chỉ nè, Sam chạy vô cái chỗ mua á, Sam mua cái gia vị ớt cây á, ăn thêm. Trời ơi, gia vị hả? Từ, gia vị là ở đâu vậy? Cái bên này hả? Spicy đúng không? Đây. Đúng rồi. Để tôi mua cái spicy. Đây, spicy rồi. Rồi sao? Rồi sao? Đồ ăn tôi sẽ cay đúng không? Đây. Đúng rồi đó. Sao mày thử đây? Rồi đồ ăn cay chưa? Ủa nó cay chưa? Ui, tôi ăn rồi nè. Ủa? Ui! Bạn ơi. Từ. Ủa từ, tôi bị phun rồi. Từ. 15 minutes later. Sao hồi tụi mình đã gian nan cực khổ, tụi mình đã luyện ra được một cái cuộn chân kinh đó chỉ là ăn ra bụng bự, chuẩn bị vô phòng cân. Chuẩn bị đi. Rom. Wow. Wow, bụng bự rồi. Bụng tôi bự rồi Phong ơi. Vậy là tôi. Thấy không? Tôi ăn nhiều rồi, tôi mập béo phì luôn rồi, thấy không? Wow! Mấy bạn thấy gì chưa? Sao bị đau đó bụng bự? Sao bụng bự vậy? Sao bự vậy? Sao mà nhìn Sam mập quá vậy Sam? Trời ơi, ủa ông sao? Ông cũng mập khác gì tôi đâu. Ông bụng bự là tôi bụng bự là. Rom. Trời ơi. Ôm, mấy bạn ơi.
Bụng tôi bự không? Ủa sao ông bự như vậy Phong? Sao ông nhìn ông bự như vậy? Ra đây khoe coi, khoe bằng fan coi. Đồ quá, đồ quá. Rồi, vậy ta đi xem coi. Ui, thử thách hoàn thành thành công. Các bạn đã ăn thành công trong giờ gian. Yeah, trời ơi, mừng quá bạn ơi. Ủa sao từ sao tôi cảm giác cái thử thách nó lạ quá. Đau bụng quá bạn ơi, no quá. Trời ơi, đau quá. Cái thử thách gì mà khó khăn dễ sợ. Trời ơi là trời.